Chào bạn, thì hôm nay Trình sẽ giải thích một cái vấn đề về thắc mắc về máy đo đường huyết. Thì cấu tạo nó như thế nào? Và đối với cái loại máy đo đường huyết này thực ra nó cũng rất là đơn giản. Thì mình sẽ bảo quản, mình bảo trì, bảo dưỡng như thế nào? Thì đây chính là cái hình ảnh cấu tạo của cái máy đo đường huyết đây. Nó gồm có que thử, cái nơi nhận mẫu là các bạn sẽ bỏ máu hoặc là dịch của người bệnh ở đây. Đây là cái mạch kết nối của máy đo. Đây là cái bút lấy máu và máy đo. Máy đo này thuộc hãng Microsoft Line, đúng không? Thì máy đo đường huyết nó có 3 bộ phận chính. Đó là bộ phận đọc kết quả, là một cái bộ phận quan trọng và nó có chức năng đọc hiển thị số đường huyết ở trên màn hình. Cái dụng cụ thứ hai đó là bút lấy máu, là một cái dụng cụ để lấy máu trên đầu ngón tay. Que thử đường huyết, nó là một cái dụng cụ gọi là y tế tiêu hao, vật tư tiêu hao, gồm có một cái đầu chứa enzym tác dụng với đường glucose ở trong mẫu máu, đầu còn lại ghim vào máu để chúng ta phân tích cái bảng đường huyết. Đây là một cái bảng đường huyết mà các bạn, mình sẽ xin phép phóng to ra để cho các bạn có thể thấy được nhé. Đây. Được đo bằng hai đơn vị là millimol và milligram trên delix. Đối với đường huyết mà bình thường trước bữa ăn thì nó nằm vào trong khoảng là từ 6 millimol trên lít và là 108 milligram trên delix, hoặc là 7 và 126. Đấy. Nó nằm trong khoảng từ 70 cho đến 130 milligram trên delix. 70 đến 130 milligram trên delix, đó là bình thường trước bữa ăn. Vậy thì mình bảo quản cái máy đường huyết này nó như thế nào? Đối với cái loại máy đường huyết này thì chúng ta luôn đậy kín nắp lọ que mỗi khi chúng ta lấy que thử ra. Que thử khi lấy ra ngoài không khí thì nên sử dụng ngay, bởi vì khi mà nó tác dụng ở bên ngoài không khí ấy, thì nó có thể gây ra sai lệch cái kết quả. Mà như chúng ta biết rồi, trong các dụng cụ y tế mà nó chỉ cần sai kết quả một tí thôi thì nó sẽ dẫn đến chúng ta chẩn đoán nó sai lầm. Đấy. Luôn để cái que thử vào đúng lọ của hộp que đó, chúng ta để ngăn nắp để đúng cái hộp que. Nếu mà để sai thì có thể là chúng ta lấy nhầm. Đấy. Không sang hoặc là chiếc que qua các lọ khác, lọ cũ ấy. Tức là lọ mới thì ra lọ mới mà lọ cũ thì ra lọ cũ. Đấy. Cho dù là que đó cùng loại vì chất bảo quản của lọ que cũ đã không còn tác dụng rồi thì nó sẽ không thể nào nó bảo quản được cái que của chúng ta. Và đây là một cái bài viết mà mình được copy và mình lấy từ trên mạng, cũng như là cái nguồn chính là cái thiết bị y tế giá gốc. Đấy. Còn nếu mà các bạn mà liên hệ với ở lĩnh vực BME ở bên nước ngoài thì các bạn có thể liên hệ qua cái số điện thoại qua số điện thoại này. Đấy. Ok, và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.